Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Kể từ năm 2018, có thể nói là những sản phẩm của Oppo nó đã có một thứ gì đấy nó lột xác gần như là hoàn toàn. Đã có những sản phẩm với cấu hình tốt hơn, đã có những sản phẩm với trải nghiệm tốt hơn và mức giá của nó thì có thể nói là vẫn cao nhưng nó đã xứng đáng hơn. Và năm nay, Oppo F11 Pro bên cạnh chiếc Oppo F11 thực sự nó đã tạo một cái kỷ lục ở cái thị trường Việt Nam trong phân khúc mức giá tầm trung chính hãng. Sản phẩm này với mức giá là 8.490.000 nhưng các bạn có màn hình tràn viền panoramic, trải nghiệm thực sự rất là ngon. Hay chúng ta có một hệ thống camera rất ổn, chúng ta có hiệu năng tốt và kể cả là chúng ta cũng có những cái công nghệ sạc rất là ngon, ví dụ như là VOOC 3.0. Nó đạt kỷ lục ở Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đánh giá chi tiết về sản phẩm này. Sau một khoảng thời gian có thể nói là khá lâu, đâu đó tầm tháng mình sử dụng và trải nghiệm nó. Bắt đầu luôn nhá. Trước khi bắt đầu vào nội dung của video thì nếu như các bạn có nhu cầu thì Oppo F11 Pro cũng đang có mức giá rất tốt tại Hòa Mobile. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video. Niêm yết là 8.490.000 nhưng các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng và sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán của sản phẩm luôn. Nhớ tham khảo link phía bên dưới phần mô tả video nhá. Thay vì cái việc đấy là mình review các thứ bên ngoài thì mình sẽ chia sẻ cảm nhận và cũng như nói về những điểm mạnh và điểm yếu, cũng như là phân tích xem sản phẩm này sẽ phù hợp với ai và không phù hợp đối với những ai. Thì trước đây Oppo luôn luôn dành cho những người mà chỉ quan tâm đến thiết kế, chỉ cần quan tâm đến cái camera, đặc biệt là cái camera selfie. Thế nhưng lần này với Oppo F11 Pro thì nó đã mở rộng đối tượng khách hàng hơn. Tại vì sao? Tại vì cái thứ nhất là chúng ta đã có một cấu hình tốt hơn với Helio P70. Và cái phiên bản này nó sẽ có là 6GB RAM. Thế thì điều này nghĩa là gì? Điều này nghĩa là chúng ta đã có một cấu hình ngon hơn, chúng ta có thể giải trí tốt hơn và kể cả các bạn có chơi game trên cái điện thoại này thì vẫn ok. Và mình cũng đã có một cái video nói khá kỹ về khả năng gaming của Oppo F11 Pro rồi. Nó cũng không phải là dạng vừa đâu, những tựa game quen thuộc như là Liên Quân Mobile thì các bạn có thể cày kéo cả ngày, hay những tựa game như là PUBG Mobile các bạn vẫn có những trải nghiệm chơi game tốt trên chiếc điện thoại này. Điều này đồng nghĩa là nếu như bạn cần cho mình một cái điện thoại để gaming ổn thì đây vẫn sẽ là một sự lựa chọn phục vụ được cho nhu cầu của các bạn. Bên cạnh đó thì những thứ mà Oppo luôn làm rất tốt từ trước trên nay, ví dụ như là cái thiết kế bên ngoài thì thực sự là thiết kế của Oppo F11 Pro năm nay mình đánh giá rất cao trong cái tầm giá mà nó mang đến ở thị trường Việt Nam và khoảng tầm 8 triệu chính hãng. Thứ nhất là chúng ta có một cái màn hình panoramic tràn viền mặt trước. Và trong cái tầm giá này thì đây là chiếc điện thoại cho cái trải nghiệm về màn hình là tốt nhất các bạn có thể mua được tại thị trường Việt Nam. Nếu không muốn nói là so sánh với nhiều những chiếc điện thoại tầm giá cao hơn các thứ thì nó vẫn có một cái điểm lợi cực kỳ, đó là không hề bị khuyết bất cứ một cái điểm nào trên cái màn hình này. Tức là chúng ta có một trải nghiệm toàn vẹn và đây là cái điều mình đánh giá rất cao chiếc Oppo F11 Pro. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn có quả mặt lưng rất đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, đặc biệt như màu xám tinh vân mới quá đẹp luôn, hay là chúng ta có màu đen thiên thạch mà lúc trước mình đã từng chia sẻ rất nhiều video rồi. Nó rất đẹp luôn và thực sự ai mà khó tính á thì cũng đều phải công nhận với mình một điều, đấy là cái thiết kế của Oppo F11 Pro nó hút mắt từ mặt trước cho đến mặt lưng phía đằng sau. Và bên cạnh đó thì nó cũng có một cái trải nghiệm mà nó tạo ra cái dấu ấn, chính là cái quả camera selfie gọi là pop-up của chúng ta đây. Mình cứ quen gọi đó là thò thụt cho nó vui. Đấy, thò lên thụt xuống và lúc nào người ta cần dùng thì mới đưa lên mà thôi. Và nó cũng có một cái chút gì đấy, cảm giác kiểu tạo ra cái thứ khác biệt so với những đối thủ khác của nó trị thường. Thế nên nó lại càng có dấu ấn đối với người dùng. Thế nên xét về cái mặt thiết kế, có thể nói là trong tầm giá này nó là điểm 9 về cái trải nghiệm luôn. Màn hình thì sao? Full HD cộng LTPS TFT. Ngon, màu sắc tốt, độ sáng cao, độ tương phản rất ổn. Không có điều gì để chê cái màn hình này trong cái tầm giá. Hiệu năng cũng ngon, ok. Thời lượng pin cũng thực sự rất tốt. Với 4.000 mAh thì các bạn có thể sử dụng thoải mái cái sản phẩm này trong vòng một ngày với tầm khoảng 6 tiếng on screen. Và mình cũng không thể nào đòi hỏi được quá nhiều nữa trong một thiết bị với mức giá như vậy. Bên cạnh đó thì các bạn cũng được sở hữu cho mình cái công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Và mình cũng đã có một cái video để so sánh về khả năng sạc nhanh của cái VOOC 3.0 này so sánh với thế hệ cũ là VOOC 2.0 trên con Oppo F9. Thì rất là bất ngờ, cho dù dung lượng pin có lớn hơn thì nó vẫn sạc nhanh hơn so với Oppo F9. Nên là nếu như bạn nào mà quan tâm đến cái việc thời lượng pin và quan tâm đến thời gian sạc ấy, thì sản phẩm này nó quá ngon trong cái tầm giá chính hãng các bạn phải bỏ ra thị trường Việt Nam rồi. Rồi, thế thì thực sự mà nói thì những thứ mà người dùng có thể nhìn thấy ngay, ví dụ như là thiết kế, ví dụ như là màn hình, ví dụ thời lượng pin, ví dụ thời gian sạc các thứ thì nó đều ok. Cái camera cũng là một cái thứ gì đấy nâng cấp quá đáng giá của Oppo F11 Pro so sánh với những thế hệ cũ trước đây. Mình đã có một cái video khá kỹ nói về cái khả năng chụp chân dung đêm
Oppo F11 Pro rồi và các bạn có thể xem lại trên kênh. Thực sự cái chất hình nó mang đến khi mà chúng ta chụp hình chân dung nó quá tốt, lên màu da rất ngon, chi tiết rất ổn, kể cả các bạn có selfie chụp trong những môi trường thiếu sáng với Oppo F11 Pro thì nó quá ngon với cái tầm giá các bạn phải bỏ ra là tầm hơn 8 triệu chính hãng là như vậy. Thế nên tổng kết lại, trên Oppo F11 Pro chúng ta có một thiết bị với thiết kế tốt, chúng ta có một thiết bị với màn hình đẹp, trải nghiệm màn hình ok, có một cái camera selfie pop up thò thụt, nó tạo ra sự khác biệt so với những đối thủ của nó trên thị trường. Chúng ta có một cái cấu hình tốt để các bạn kể cả có chơi game thì vẫn có thể đáp ứng được ổn cái nhu cầu của bạn. Hay chúng ta có một thời lượng pin rất tốt, có một thời gian sạc rất ngon, vẫn được giữ lại cái giác cắm tai nghe 3.5mm để các bạn có thể trải nghiệm thoải mái trên cái sản phẩm này. Có chăng một vài điều mà mình vẫn chưa hài lòng cho lắm, đấy là cái phía mặt trước, cái cằm này vẫn hơi dày một chút. Giá như nó mỏng hơn thì nó sẽ đẹp hơn và nó cũng sẽ xịn hơn. Tuy nhiên thì có thể là mức giá cũng sẽ cao hơn. Hay là chúng ta không được sở hữu cho mình cái cổng USB Type-C. Và đây là một cái điểm trừ hơi đáng tiếc ở năm 2019 như vậy. Nhưng mà chấp nhận thôi, Oppo làm như vậy chắc để dành cho thế hệ sau các bạn. Vậy nên tổng kết lại, với Oppo F11 Pro, bạn cần cho mình một cái thiết bị phải đẹp, màn hình đẹp, camera ngon, cấu hình ổn, pin trâu, sạc nhanh. Chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn rất tốt dành cho các bạn. Và đó như chia sẻ và đánh giá của mình về Oppo F11 Pro. Bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là cái mức giá 8 triệu rưỡi là niêm yết tại thị trường Việt Nam thôi. Các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng trừ trực tiếp giá và sản phẩm nếu như mua tại Hoàng Hà Mobile. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Ok. Bye.